Hiện tại đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G với 17 điểm và sau 7 trận thi đấu hơn đội xếp sau là UAE 2 điểm. Trận đấu này có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng. 23 cầu thủ trong danh sách thi đấu tại UAE của đội tuyển Việt Nam gồm thủ môn Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Trung, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Quý Học Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo gồm có Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Trinh và Phan Văn Đức. Một điều không may mắn trong trận đấu gặp Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lĩnh thẻ vàng. Chính vì thế, thầy Park sẽ bị cấm tiếp xúc với đội tuyển ở trận đấu gặp UAE. Trận đấu giữa Việt Nam và UAE sẽ được truyền hình trực tiếp vào 23 giờ 45 phút tối nay ngày 15 tháng 6 2021 trên các kênh VTV6, VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là ba phương án chiến thuật mà thầy Park Hang-seo sẽ áp dụng cho đội tuyển Việt Nam gặp UAE tối hôm nay.